Hello mọi người đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi 8 game kinh dị. Ok, mình sẽ bắt đầu với Yes Home Game. Okay.
cái gì mình chạy. Ui. Chín nha. Ui. Всем, говорит профессор Антонов, срочно прекратить исследование образцов. Они живые, они напали на нас. В пещерах мы встретили еще более ужасных тварей.
Nhưng mà Specimen xe rồi.
Ok. Nó game này giờ hát xuống you
kia. Ice Cream 4. Okay. Avenue 2. Thank you.
Đây kìa. Copy play time. Đây kìa. Chú cha lét chuyện. Hãy